Tầm chiếc nhỏ còn làm nên kén người không lo có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu khủng khắp chư tăng, giới tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thân danh công đức Phật từ bi vô lượng. Như vậy thì bây giờ quý chú quý bác là hết biết lên đây, tôi được lên cái quà xã quan này, tôi nói quý cô bác là tinh tấn quá, vậy thì cho nên cái lòng tôi hân hoan quá mừng đó. Như vậy thì tâm sự chuyện trò quý cô bác là trong cái đời của mình á là không chi bằng với cái điều là được cái hạnh phúc nhất là mình được cái nhân duyên sâu á quý vị. Tại sao thầy nói duyên lành gõ được cùng đêm chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu mệnh. Như vậy thì quý cô bác mình đã cùng năm tiếp đây đã được cái nhân duyên sâu với thầy đã nhiều đời nhiều kiếp rồi, sang thành chung nha. Thưa cùng quý vị thì tại vì không cái rõ không. Thưa cùng quý vị cũng thông cảm, sang thành chung là cái xã ha. Thì thưa cùng quý vị thì ở đây chúng tôi muốn tâm sự chuyện trò với cô bác là nói rằng là mình đã được mai duyên tốt phước trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên hôm nay đức thầy ra đời truyền đạo liền. Thưa cùng quý vị ở nơi đây thì hôm nay tôi muốn là tâm sự với quý cô bác là duyên lành thôi ha. Bây giờ duyên lành có được cùng đi. Như vậy thì bây giờ trao đổi qua cái lời châu ngọc của đức thầy ra, mà tôi mới vừa chứng minh qua cái câu rồi, thì duyên lành gõ được cùng điên chẳng qua kiếp trước thiện duyên cũng mời. Như vậy thì thưa cùng toàn thể vì hôm nay trao đổi ngắn vậy thôi ha, dành thời gian cho sao cho anh Tư Hương để gặp gỡ với cô bác là nghi vấn. Tại vì hồi xưa đến nay mấy chú với bác sắp đặt là một là đọc sấm giảng phải không, kế đó thì là ngày xưa với chú thì thuyết trình, còn kế đó là nghi vấn. Nhưng hôm nay tôi tâm sự đâu nghe, chứ không có nói cái chỗ mà thuyết trình, không có nói cái giấc cao giọng mà là chỗ nghi vấn. Nhưng là đây là tâm sự chuyện trò để gặp gỡ nhân duyên cùng quý cô bác. Vậy là duyên lành gõ được cùng đêm, bây giờ chúng ta đã có nhân duyên sâu với thầy đó. Thế nên thưa cùng quý vị đâu giờ trao đổi nhân duyên là gì, là sẵn có nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã gieo tạo mà đức thầy cho biết niệm Phật mà gây lấy thiện duyên, rõ ràng không? Đó là cũng nhân duyên rồi. Vậy là cho đẹp mặt tổ tiên rồi giống. Như vậy thì nhờ cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mình đã quy y với thầy, đã gặp được thầy rồi, hôm nay lên gặp giáo lý thầy đã tu thương cùng quý vị. Đây tôi kể xin được một chuyện ngắn ngắn ha, rồi gửi đến toàn thể chứ quý vị kể một chuyện bên thầy đi đó. Thưa cùng quý vị, thế nên đó là một cái thời gian á là được cái một cái nhân duyên sâu nhất là mình đã gặp được ông Phật ra đời đó. Nhân duyên thứ nhất là mình được ông Phật ra đời quý vị. Mà sở dĩ gặp được ông Phật ra đời á là một hôm á là như vậy. Thưa cùng quý vị, quý đồng đạo này đến tại Hòa Hảo đó để quy tu hành thì đã lâu, các hàng tín đồ á là trên dưới là mới có một năm 1939 thôi mà trên dưới 2 triệu tín đồ đã. Lúc bây giờ cái quý chú hàng cao đồ của đức thầy đó mới nói dạ thưa thầy, là con thấy cái nhân duyên của thầy mới ra truyền đạo đây mà tín đồ quy y tu đông quá thầy ơi đã. Thưa cùng quý vị, cho nên thầy mới nói rằng tôi nói cho các ông biết là hôm nay các ông quy y tôi là vì tôi là ra đời truyền đạo thuyết pháp rồi trị bệnh độ đời, sấm viết sấm giảng độ đời, trị bệnh độ đời, ba cái phương tiện này vì mấy ông mới tu với tôi, do những duyên đó mấy ông quy y tu tôi. Mà tôi nói cho các ông nghe nghe là hàng tín đồ của tôi á là mấy ông ở gần tôi đây là tín đồ, mấy ông nói là tín đồ lớn, chứ sự thật ra ở gần tôi là mấy ông nghe tôi thuyết pháp, nghe tôi viết, thấy sấm giảng tôi viết rồi tôi trị bệnh đầu đời, do nhân viên đó mấy ông mới tu. Nhưng tôi cho các ông hay nghe, những cái tín đồ mà lớn của tôi á, thứ nhất của tôi mấy ông biết ở đâu, dạ thưa thầy chứ mấy ông này, dạ thưa thầy chứ ở đâu lần thầy, tín đồ lớn của tôi xa lắm, không có ở gần đây, là tại làng Hòa Hảo nghe quý cô bác, ở tại làng Hòa Hảo đó. Mấy ông quy đây á là mấy ông tín đồ á là thứ ba của tôi rồi. Thưa cùng quý vị, tại sao mà đức thầy nói tín đồ thứ ba, mấy ông này mới giật mình, ủa ở đằng này tôi quy trước mà thầy. Hôm nay có nghĩa là tín đồ thứ nhất của tôi á nghe sấm giảng của tôi thôi, nghe qua sấm giảng của tôi ra đời truyền đạo là họ
nhận được họ thấy cái cuốn sấm giảng của tôi là họ quy tu rồi, không có gặp mặt tôi. Còn mấy ông gặp mặt tôi là tín đồ thứ ba rồi. Cái thứ nhất của tôi là không có nghe thấy, không thấy mặt tôi, chỉ nghe cái lời của tôi và thấy sấm giảng của tôi là họ quy tu rồi. Cho nên mấy ông này nói giảng được thầy chứ ở đâu thầy, nó ở xa lắm, khắp nơi ở chỗ nào nơi nào cũng có, mà người nào quy y với tôi là tín đồ lớn của tôi đó. Vậy thưa cùng quý vị, ở đây là tín đồ lớn của thầy, là không qua ở tại sát làng Hòa Hảo. Hai quý cô bác, nghĩa là cái người nào không phải phân biệt xa gần mà người nào quy y với thầy mà nghe qua sấm giảng của thầy là tín đồ thứ nhất. Tại nhân duyên nhiều tiền kiếp, nhân duyên nhiều kiếp trước, cho nên hôm nay nghe qua lời cũng giống như bà Sáu vậy quý cô bác, phải không? Bà chỉ là nghe qua đó, nghe qua tất nhiên là đọc là lời của người di tịch núi Sam, nó chẳng phải bài điều nguyện hoặc tất nhiên. Bà nói với con cháu, nói Hoàng Hoàng mày đọc lời đoạn này tao nghe đó. Vậy đọc xong đó quý cô bác, tất nhiên là qua ngày sau bà kêu mấy đứa nó là bao xe lâu xuống tại tổ đình để vô là nói là đức thầy chuyển kiếp trở lại đây chứ ai. Bị hội bà Sáu hội là lúc trước Phật thầy cái ăn ra đời truyền đạo là bả quy rồi. Hồi lúc mà bả 6 tuổi, 8 tuổi đó là cha mẹ đến trị bệnh cho bả đó. Rồi là mấy cái, bả sắp chết rồi lấy cái bàn chân để lên ngực đó, là bả khi mà bả tỉnh lại ha, để dưới sàn đó. Phật thầy đang trị bệnh để dưới sàn đó, để cái bàn chân lên bả, khi bả tỉnh lại bả mò, bả gờ cái giò, bả coi cái chân cái bàn giò của Phật thầy đang. Cho nên khi mà nghe đọc qua giáo lý của thầy, á quý của bác là bả đến là liền tìm tới tu đình. Như vậy thì bây giờ mình nữa cô bác, hôm nay đây là quý cô bác này tín đồ thứ nhất chứ không phải tín đồ nhỏ đâu, mà sở dĩ tín đồ nhỏ là người nào được thầy trị bệnh hết bệnh rồi nhờ cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan thảm thiết lê dân lầm than nóng tiếc. Vậy là nghe thầy á là dùng quyền diệu của tiên gia để độ bệnh cho các căn lành nhờ được mạnh. Vậy là cái người này mà nhờ được mạnh em đó là tín đồ thứ ba, là cho nên thầy chỉ cho biết là tín đồ tôi ở xa không. Vậy thì quý cô bác ở đây là toàn là tín đồ thứ nhất không anh em. Thời kỳ này là tín đồ tinh sâu mới là tu dài, không chán, không nản, không nghĩ ngại đường xa. Mà có câu là đường xa như gần với kẻ thủy chung, bước đường giàu khó nhưng dễ với người kiên nhẫn nha quý vị cô bác. Đó, vậy là ai mà kiên nhẫn nha là gặp được thầy. Mà thầy hứa hẹn hả quý cô bác, ít lâu ta cũng trở về viên cùng bổn đạo, chế hề lãng sao. Vậy thì bây giờ quý cô bác đâu có lãng không biết nào đâu, tôi thấy ai có quên đâu. Chẳng hạn như từng phút, từng giây, từng giờ, lúc nào quý cô bác cũng có cúng lại thì có nhớ thầy. Ai hả quên cúng bữa là quên thầy đó quý cô bác. Quên buổi sáng, buổi chiều thôi là quên rồi đó nha. Đó mà thầy đó là viên cùng bổn đạo, chế hề lãng sao. Đó, như vậy thì bây giờ quý cô bác là toàn là tín đồ lớn. Mà thầy cho biết là người nào mà nghe đến đó, như vậy thì nghe đến quy tu rồi thì thầy nói sao quý cô bác? Thầy mới nói gì nè, thầy mới nói là cái duyên lành á là một lẽ nghe, mà thầy nói duyên trước ngày nay mới có phần. Thật ra mình đã có nhân duyên sâu với thầy nhiều đời nhiều kiếp rồi nghe quý vị. Cái duyên trước rồi ngày nay mới có phần nè đó. Bây giờ mình khỏi có lo gì nữa hết, cứ việc một đường mà mình tinh tấn tu hành đó. Cho nên thầy mới dạy cho chúng ta tránh tinh tấn giàu thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình, giàu cho ai phá gối đức tin ta cứ một đường đi tới. Như vậy là đi đến mục, đến mục tiêu mà, và đúng kỳ hẹn. Mà thưa cùng quý vị nghe, ở đây mình nói nhỏ nhỏ với nhau mà nghe, tại sao mà trong thời kỳ này đức thầy đã tiên tri thiên cơ thời cuộc quý cô bác? Tại vì đức thầy nóng lòng, nếu mà để đến cái việc xảy đến đây á, rồi mình tu không có kịp, quý vị, đến đây nó xảy ra đến mình đó là bất ngờ. Nào là cái ông vô thường á, ổng là khó nhất, hả quý cô bác? Đó, cái ông vô thường là ổng khó nhất trên thế gian này, tôi nói là không có cái ông nào khó bằng ông đó. Như vậy thì bây giờ là mà không riêng ai hết trơn, quý vị, không ai định đoạt được. Mà bây giờ quý cô bác thấy mình không? Bây giờ là quý cô bác này đã mua bảo hiểm từ lâu trơn rồi, cho nên ông vô thường không có tác dụng với quý cô bác nữa. Là sở dĩ là đức thầy cho biết là ở nơi đây là vì quý cô bác đã mua bảo hiểm, mà mình mua bảo hiểm lâu dài trơn rồi, phải không? Đó, bảo hiểm nhất là ở thế gian này ta mua
là quý cô bác biết rằng là phải có một vài tháng mới có hiệu nghiệm. Ở thế gian này gia đình mình mua 500-700 ngàn cái tấm bảo hiểm như vậy mà đều phải mua trước mấy tháng. Như vậy thì cái giáo lý của thầy á là mình mua bảo hiểm không tiền nha quý vị, mà phải là người hiền ha, là phải là người trí đó, phải người hiền với người trí nha mới giữ được cái bảo hiểm này nha quý vị. Tại vì thầy nói tu hành chẳng có tốn xu, đó là mua bảo hiểm đầu tiên của chúng ta. Tu hành không có tốn tiền ha, mà sao mình mới được giữa nơi non nhược thủy. Như vậy thưa cùng quý cô bác, bây giờ mình đã, hôm nay quý cô bác đã làm hết cái bổn phận này thì còn lo gì nữa mà ông tử thần. Mà thầy nói là tử thần kia đâu dám giác hồn, phải không? Ông tử thần không có, không có ông đi theo sau lưng mình không à. Tại vì nếu như mình đã mãn cái bổn phận ở thế gian này ngang là mình đổi thôi quý vị, đổi chỗ ở mà thôi. Cho nên đó, hôm nay mình đã tu hành như vậy, như quý cô bác như vậy, hay như đồng đạo chúng ta tu mãi 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 như vậy, tôi bảo đảm ai cũng được gặp thầy hết trơn, không thiếu sót một ai hết. Mà nhưng ai dừng lại, thôi bây giờ nó ở ngoài đường đi quý cô bác, chiếc xe đang chạy một lượt ở trên đường phải không, ai đậu lại thì chiếc xe sao qua mặt chứ sao phải không, chiếc xe sao qua mặt liền à. Như vậy cho nên mình phải chạy nó hơn nhau ở chỗ chí bền, thấy không? Cứ như vậy, thấy không? Mà thầy nói cứ như vậy đó, thì có ngày là mình sẽ là thành công đắc quả trong cái đường tu của mình đó. Thưa cùng quý vị, một hơn kể một chuyện với thầy ngắn ngắn nữa đi. Có mấy ông này nghe quý cô bác, tại vì năm tiếp thì ưa thích thú một chuyện bên thầy lắm quý vị, mà kể ngắn ngắn là nghe cháu không kể hết dài được. Một mẫu chuyện đó quý cô bác, là một ngày nọ mấy ông này á đi ra ngoài cổng trước là cái nhà lầu đó quý vị, cái gặp mấy cô kim nhảy 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 ở trên cái nóc nhà đó, trên mấy cành cây đó. Cái ông này vô kia xúc lên lửng, trời ơi, nói mình tu mà nữa mình chết được như ông kim vậy ngon lắm. Cái đức thầy ở trong bước ra hỏi mấy ông, nói sao mà chết sao mà ngon. Nhưng kim tôi nói ấy cho cao biết nghe không được, nó bậy vậy. Có nghĩa là mấy ông tu á là phải đắc thành đạo quả chứ không phải tu mà thành kim như vậy, không có nên nói chỉ thầy gầy liền quý cô bác. Như vậy là ở đây nếu tôi muốn khơi bài nói đến cái gì quý vị, thầy nói là ngang, thầy xét lại khẩu nghiệp các trò còn nặng nề hơn hết, hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan dung đối đãi lẫn nhau, lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người, cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy gắng sức thi hành. Bây giờ quý cô bác gắng sức thi hành chứ không còn gì nữa, gắng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ. Như vậy thì mình tu thì quý cô bác ngang, mình tu gì là tôi bảo đảm không có ai ở ngoài chứ đó. Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi nguyện đức đạt hòa trên Chúa, đâu có ai ngoài được đó. Như vậy thì bây giờ thầy đó nghe, thầy đã chờ rồi, chờ là những cái bậc mà tu hành như cái hạnh công đức của quý cô bác cái gì đây, thầy đưa về hết, không thiếu sót một ai hết trơn quý vị. Vì vậy cho nên là thêm cái mẫu chuyện ngắn ngắn nữa, gọn gọn nghe quý cô bác. Cái ông này là với ông kia nói bàn lẫn với nhau trong một bàn tròn, nói chàng ơi sao mà tôi thấy đời này anh ơi gì mà chết mau quá, gì mà tự ngồi cái bắt đầu là mới có đường nói chuyện cái ngã lăn ra cái chết, còn có ông thì ngủ đêm sáng ngày chết, có ông là bệnh chưa uống thuốc gì chân chết. Cái ông nọ nói dạ tôi nói thiệt với mấy anh nghe, chết vậy là ngon đó. Cũng gặp thầy nữa liền quý cô bác nhân viên đó, thầy mới nói các ông nói sao mà chết sao mà ngon. Thưa cùng quý vị, cho nên mấy ông này mới nói là chết có nghĩa là không thuốc men, không đài đọ gia đình nữa, mà không có làm là cho ai khổ cực. Mấy ông nghĩ như vậy trong lòng, bị cái tâm hoàng mình đó quý vị, cho nên nghĩ vậy là ngon. Nhưng thầy nói tôi nói cho các ông nghe nghe, chết vậy không có ngon đâu, chết mà trước khi chết ông biết niệm Phật mới là tốt, chứ không phải chết vậy là tốt đâu. Còn chết đó là mấy ông biết trước ngày giờ mới gọi là tốt, chết mà biết niệm Phật, chết mà tu hành ngã lăn ra chết thì nó ngon. Còn mấy ông mà kiểu mà bệnh mà chưa uống thuốc kịp, chết thuộc gì? Thưa cùng quý vị, thầy có như mắt bảo chúng ta nghe, thầy nói nè, cái hạn chết này á là cõi âm thần binh sái dịch tôn chờ mã bước ra tay mẹ hồng, mấy ông đó chết vậy đâu có tốt, thầy gầy nói quý cô bác. Như vậy thì bây giờ mình tu sao
mà thầy khen quý vị. Ở trong cái bài tư tưởng 10 câu Đức Thầy có nói là phải là chết sao mà cho ngon mới được, chết sao mà niệm Phật mới được, tinh tấn mới được, chứ không phải chết mà không có thuốc men mà chết ngã lăn ngay chết như vậy không có tốt. Cho nên thầy gầy thưa cùng quý vị trong bài tư tưởng này cho biết là thiên niệm Phật hăng gần chưa gần, phải không? Lúc bắt hồn mất diện cũng đi à, chắp tay niệm Phật Di Đà lòng ta bấm, ta biết ai mặc ai, cuốn sổ bình sanh công giới tội chờ nơi thẩm quán sẽ công khai, thất đức thì ma quỷ gói đoạn, tu đức thì ma quỷ tiêu tan. Cái chỗ này nè thầy nó phải gán tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu đó, như vậy tu vậy mới ngon. Chứ còn kiểu mấy ông kia lịnh lịnh kia là chết sao mà không đài độ ai, không phải. Ở nơi đây á, không phân biệt chỗ đài độ hay là cái chỗ chết, làm sao mà thầy nói nè, đến cái giai đoạn mà thầy lập hội rồi á, mà thầy nói đến kỳ thi danh thầy chạm bảng trên đài cao gọi cát lên hồn. Bây giờ quý cô bác mà tu mà lỡ nửa đường gãy gánh đi ha, mình nói cái gãy gánh đi ha. Xem xem cái câu văn đời chút, ta nói gãy gánh đó nghĩa là cái người không có sống được chuyện hồi hôm qua đó. Thì lúc đó thầy cũng kêu linh hồn mình vậy, nghĩa là đến cái kỳ mà lập hội hôm qua thầy cũng kêu hết đó. Còn mấy cái người tu á, thầy là một bữa nọ gì với cô bác nói năm tiếp ơi, ông nói tu vậy mà mình sống được chuyện hồi hôm qua, tôi nói được. Hỏi chứ có câu nào được không? Tôi nói có chứ, thầy có nói mà. Nó thầy nói mấy người còn được xác thân thì là đại ngọc cát lên dựa kề có mà. Tại vì thầy nói ai ai cũng con trời, cũng gốc ngài thượng đế xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chung ngăn trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Nó trở về thì được à. Vậy thì mình ở đây á, là sở dĩ á, mà được cái nhân viên đó là thầy nói dạy con cả nào đâu than cực. Phải không? Thầy không có than. Tiếng làm thầy với cái nặng đôi vai gì khó khăn lắm, lúc khôi hẻ cũng bởi tại thầy lai ông tạo. Như vậy thì dầu co gian lao khổ cực như thế nào, mình cũng gán nghe quý vị, gán tu tinh tấn để chờ ngày Đức Thầy chở gót nghe quý vị. Nó dầu là gian lao giả sắc chẳng sờn, như vậy mới được. Chứ còn mình mà tu bỏ nửa đường nữa bổn nghe quý cô bác. Mà điều thời kỳ này Đức Thầy có tiết lộ thiên cơ quý vị. Nãy tôi có mé mé qua đang quý vị cũng thông cảm, tại vì đứa thầy nói thiên cơ được lệnh nên ta nói, cho nên thầy nói hết nha. Đó, việc này cái thiên cơ mà thầy chưa biết là ai dám nói thừa ha. Thầy nói là không có nói thừa một câu, một dư một câu nào mà thầy không nói thiếu nghe quý vị. Vì vậy cho nên ở chỗ này, cái đời này thầy cho biết rằng tại vì tôi tiết lộ thiên cơ là vì đời sắp hết rồi. Đó, dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt, phải không? Khắp dương gian chưa đặng ba phần, phải không? Kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Thưa cùng quý vị, cho nên thầy phải dùng phương tiện nói thiên cơ để thúc đẩy mình, đẩy mình tu ngang, chứ để không gầy thầy ra thiết đạo là hết dân năm quyển mà nó chưa tu. Bây giờ phải dục thúc, phải không? Đẩy không thúc nó chơi bị gì thầy nói nè. Thầy nói gió á mưa âu bụng sắp dậy, phải không? Hãy hùng tranh chiến xe sâu nhau, hồng trần trở lại mà u ám, phải không? Khắp cả những chúng sanh nhộn máu đầu như vậy thì bây giờ nó cùng quý vị, bây giờ sát một bên rồi, thầy phải nhắc cho biết, thầy phải là tiết lộ, nó tiết lộ cái máy thiên cơ này nè. Thầy nói máy thiên cơ mỗi khúc mỗi thai nẻo thạnh si như thể tên bay, đường dinh nhục buổi mai một lát, có một lát là quý vị. Vậy thì bây giờ đường dinh nhục có một lát mà thôi. Nếu hôm nay chúng ta quyết chí tu hành thì là nhân duyên sâu của thầy, nó để lại dành cho kẻ lòng chung chánh trần quân cùng thành náo nức vui tươi bao liên hoa đua nở nụ cười rước tôi lương đóng chào người chân tu. Cảm ơn quý vị. Như vậy thì bây giờ rước hết trơn à, không bỏ ai trơn á. Nó như vậy thì trong cái cơ hội này chúng ta đã được cơ hội, được cái thời gian mà chớ sự thật ra thầy đã biết và cho mình biết trước rồi. Như thế nào quý cô bác? Ngày tiêu diệt hồi năm Bính Tý đến năm nay hao hết đã nhiều, các ngoại bang đà nhựa máu đều, phải không? Mà Lê Tế sao không lo chẳng lẽ không để mà tu hành để liệu, phải không? Cho kịp. Nói vậy cho nên chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo giàu lo nghèo lo cũng chẳng gần, ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Như vậy tại vì
mình đã bấy lâu nay đã bỏ quên mà hôm nay mình chợt nhớ lại, thì thầy đã nhắc nhở cho mình để tu liền, cho nên bổn đạo toàn là xa gần là một tín đồ lớn của thầy. Như vậy thì phải gán nghe lời của thầy nghe quý vị. Thầy có nói là để đến chừng mà có dịp kiếm thầy sao ra, rõ ràng không? Đến chừng có dịp gọi kiếm thầy không có kịp. Đó, như vậy thì bây giờ thầy cho biết rằng ở bên kia thầy còn, nãy nói Biển Đông né qua chút xíu nghe, tu tịnh độ, tu hành, cúng lại niệm Phật ăn chay cũng phải biết thiên cơ chút xíu. Thầy nói là cái ở bên kia lao sao bể bắc, non tần quân thiên tham báo xa gần, cũng qua tranh phát cho gõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay thôi. Chỗ này chỗ khổ sắp tới nè quý vị. Tần bang nào quản tiên dư động nam quốc lương dân kiến linh xa, phồn qua đô hội lưu gian quyết dư đảng dọc ngang các ma. Đó, như vậy thì bây giờ sau này những cái người gì cái đảng dư thừa á mà các ma mới chừng đó tu kịp không quý vị. Thầy nói nè, chớ để nước đánh chôn mới nhảy đùng ác lọt ngoài sâu phải không, chẳng có xìu xuồng ghe cũng chẳng mấy gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp. Bọc bẹ nam mô cũng nhọc cầu phải không, nhọc cầu bệnh là tật nỗi nào đau lao khổ nhân sanh cảnh nước tàu phải không, trẻ nhỏ gã rời xa bố mẹ mà còn tranh đoạt mảnh mồi câu, rõ ràng không? Bây giờ ở thế giới ngoài nó nhiêu đó, có miếng mồi câu nhỏ gì hà mà nó giành giật với nhau hoài. Vậy cho nên thầy phải buộc làm mới nhắc cái tín đồ chứ, nhắc cho cái thế giới ta bà này biết trước thời gian làm tu mới kịp. Nói phải lo liệu trước khi đời tận diệt, gần lâm chung hối tiếc muộn màng, để chừng đó tu kịp không. Nhưng thầy có phải bảo câu này nữa nè, thầy nói gió dọc thì cõi cây cung vương xa, có giặc rung dung đằng nào, chừng đó mình tu kịp không quý cô bác? Tu không có kịp bây giờ nè. Thầy nói mà kiếp kiếp kiên cần chúng sanh còn có lập thân hội này, có cơ hội này là cơ hội chốt của mình nè quý vị. Đó, đò chiều kiếm chót cứ còn chân tu à, vậy là rước ai là có đức có tài nghe đem về nghe quý vị. Cho nên thầy nói là kiếm con hiền đức dắt về, rõ ràng không? Chứ thầy có kiếm cái ông hung nào đâu. Còn không có sao, tuy rằng thầy dắt những người hiền hết trơn, còn một ông mà hốt hụi chót thôi gì, con ông hốt hụi chót là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thẩm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba có con những thấu nút mà người không phải không. Chừng mà thú ấy phục tùng bá gia mới biết người khùng là ai. Thưa cùng quý vị, có ông nói mùi chót đó, ông lời dữ lắm luôn á. Thầy ơi, tôi nghe qua cái mẫu chuyện mà thầy nói nè, khi mà ổng là khi mà cái cù lao sụp chứ làm đầu á biển Dàm Nao quý vị, mà ổng nổi đầu lên ở Dàm Nao nha quý vị. Ổng gác ở trên chỗ là ở chỗ đình á, ở chỗ cái đình cái quả hảo mình đó quý vị, ổng gác đầu nó, ổng quay bên này 500, quay bên kia 500. Tôi nghe mấy ông tín đồ nói thầy ơi, vậy mình đâu có đi đường đó chi, thôi bây giờ ổng ở Dàm Nao đây thì bây giờ mình đi trên vùng châu đốc á thầy. Rồi mấy ông tín đồ nói vậy, ông chú cưu đồ nói vậy, cái mấy ông này nói vậy, cái đức thầy mới nói tôi cho các ông biết ngang đây là sắp thần, ông không đi đường này thì chư thần cũng bắt đẩy ông vô đường này, bắt ông lùi vô. Mà ổng ngớp cái 500 quý vị ơi, mình nghĩ lại coi cái này ông chừng dám nào có trên nữa đó. Hồi xưa quý vị, mà cái cá lóc đồng đó mình quất cặp trứng bao nhiêu, mình tấn công ăn cặp trứng nó dài gì nè, một cặp gì đó là coi chú bác nghĩ là có phải chừng ngàn không phải không. Bây giờ ông ăn 500 là ông coi mình thiếu cái gì đó. Nên cùng quý vị vậy thì bây giờ mình phải biết mới được. Thôi bây giờ thầy nói nè, sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, đặng chi quý vị thì sẽ được thò chung giữa cái mà đặng là mình sám hối nè, để là thầy cho biết mình cúng lại đây hàng ngày là để sám hối những cái việc là ngày xưa tắt pháp sám nghe, ăn năn cái lỗi trước mà chưa có lỗi sau, để sau này không còn quấy phạm nữa, không còn sát giết nữa. Vì vậy cho nên là bây giờ thịt nó mà bát lạng thì quần nửa cân nghe, nó ăn bát lạng trả bát lạng, mà ăn nửa cân trả nửa cân thì thôi, bây giờ đâu còn ai thiếu nợ nữa đâu. Mà thưa cùng quý vị, bữa nọ tôi trao đổi trên cũng tâm sự như vậy, cái có cái ông chú này, ông nói gì tao nghe mày nói gì mà muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ, tao bây giờ mày nghĩ coi cái nhà lầu như gì đi, nhà lầu hai tầng như vậy mày nghĩ tao có thiếu nợ ai đâu. Mày nói là cái đạo con người kêu bằng đạo nhân, nó làm con đường đi chúng thì sống bất chặt tất chết à, muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ, mày nghĩ coi tao thiếu nợ ai. Mà ông Tư Hòa Hảo ông nói tao thiếu nợ, sao đâu thiếu nợ đâu, mấy bảy thiếu nợ à, nghèo thiếu nợ. Tôi nói dạ, nói chú nói gì cũng hay lắm rồi, mà nhưng ở đây không phải là thiếu nợ,
tiền bạc đâu ông ơi. Thầy xuống đây á, là thầy nói là trên đời bất luận người nào không dùng của thấy sắc màu của con, thầy không có nói qua tiền bạc đâu, tới sắc màu cũng không rồi ông ơi. Vì vậy cho nên á, là thầy không thấy bao giờ thầy lấy tiền bỏ túi không? Không. Tôi mới kể cho ông nghe mọi chuyện lúc mà đi về ra miền Đông, rồi tôi mới nói qua cái vụ đó. Tôi mới nói cho ông nghe nha, là cái lúc thầy ở tại miền Đông á, thì cái lúc bây giờ là thầy đi công tác hàng ngày, mang cái áo ở trên vách. Nhưng thầy á, là đi vô trong buồng thì cái một ông đạo này thường thường ở gần gũi thầy, ông giáo Khương nè, với ông chú cư rồi đó, ông giáo mới là hò lại học tay, học cái tay vô có túi thầy có tiền không, tại sao ngày nào thầy cũng đi công tác mà thầy cũng lấy tiền. Thưa cùng quý vị, thầy có lấy tiền không? Bắt đầu học tay vô cái thầy còn không nói, một hồi xuống cái thầy hỏi có gì không, ông giật mình rồi, ủa sao thầy vô trong nhà trong buồn rồi, thầy thay đồ đang đi mà sao mà mình á ở đây mình học vô cái túi áo của thầy, ở đây áo thầy ra thầy lấy được bận rồi chứ ông có thấy gì không. Thì ông giật mình, ông nói vậy là thầy gõ mọi việc hết những cái gì thầy biết hết trơn, không có thiếu cái gì trơn. Vậy cho nên á là ông từ đó sau mấy hối hận nghe quý vị, ông biết tại sao mà thầy đi xe tự nhiên có xe lại rước rồi đưa, rồi tới gì khi đưa về tới chỗ rồi thầy tiền ở đâu thầy đi đó. Như vậy thì nói chỗ này ta mới tin, chứ còn nãy mình nói trên đời bất luận người nào thì ở cái đó là mới câu nói, nhưng chỗ này là chứng minh thầy không xài tiền đó. Thưa cùng quý vị, vì là thầy nó ở Tây Phương có lẽ hiểu dư chứ đâu có túng thiếu mà quên mà tội, phải không? Thầy không có túng thiếu gì trơn á, vì lòng thương sanh chúng mới đáo ta bà thôi. Thưa cùng quý vị, cho nên tôi nói với ông chú nãy gì nè, thưa với chú chứ thầy nói cho ông biết á, là cái đạo con người kêu bằng đạo nhanh, nó làm con đường đi chúng thì sống bước chặt tách chết, muốn làm giàu phải chánh đình coi thiếu nợ. Có nghĩa là ông ăn chay nó thiếu nợ, nếu ông còn bốn bữa ông ấy là thiếu nợ cái ông ấy, tại vì thầy dạy chứ đâu phải tao đâu mày nói. Chay bốn bữa là thầy dạy mày có không? Tôi nói dạ có, mà nhưng ông xét lại thì danh giáo lý toàn bộ của thầy có phải có chay bốn bữa không? Có một câu một mà không có một câu thứ hai, nếu có một câu thứ hai tôi chịu cứu cho ông đánh đó. Ông nói mày nói thì tao nghe có lý, có câu một trong cái quyển thứ tư thôi mà đúng như vậy quý vị, chay bốn bữa ấy là quy tắc. Tôi kêu về chú đọc thêm nữa. Của kẻ khùng dẫn dắt chúng sanh, phải không? Dẫn dắt chúng sanh chứ đâu phải dẫn ông này thành tiên, thành phật, thành thánh, thành thần gì đâu, chưa mới có dẫn bước vào quy tắc của đạo mà thôi đó. Như vậy thì bây giờ ông mà còn thiếu nợ thì ông nói vậy thiếu nợ rồi, mày nói thiếu nợ mạng như vậy rồi cái ngày đó dạy cho bốn bữa về không được, phải không? Thầy ông ước mà tôi nói dạ đúng như vậy, ông ăn cái ngày chay thầy ước, còn 26 ngày kia là ông là thầy buông, thầy bỏ. Mà ông sư giả nói là cứu người hiền còn người hung mày bỏ đi. Thầy nói là cứu lương hiền chẳng cứu người hung. Vậy thì tôi cùng quý cô bác, vậy thì bây giờ tôi nói với ông chú này, bây giờ ông ăn còn 26 ngày kia thầy buông tay không dắt không được. Thầy nói kiếm con hiền đức dắt về vậy mà thầy dắt không được, tại vì bên kia cái nghiệp ta đòi, cái này không phải dòng họ, con cháu của tôi, tại vì còn thiếu nợ tôi phải trả nợ rồi mới đi. Mà thầy nói đến ngày biển cạn non mòn, phải không? Tức ăn đã trả chẳng còn tội căn mới được nghe quý vị. Đó thưa cùng quý vị, cho nên ngày hôm nay mình tu đừng để thiếu nợ luôn. À, một là đừng để thiếu nợ ngang, một đầu tiên nhất giáp cái yên lành với thầy rồi đừng để thiếu nợ, mà nợ mạng, nhất là nợ mạng, nó cái nợ nó nặng lắm ở trên á, sát một đau trả một đau ngang quý vị, giết một mạng đền một mạng, thịt bát một mạng thì quên nửa canh, nó sát một mạng thì trả một mạng, cái này nặng lắm quý vị ơi. Mình sát lại chỗ này cái mạng mình có một mà trả sao nổi. Bởi vậy tôi nói hồi cái năm mà tôi hăm mấy tuổi luôn quý vị, khi mà tôi quả ngộ tôi nghe được cái nhân quả, thầy nói lực nhân quả thật là cao diễn suốt của kim chẳng lọt của ai, tôi hết hồn, tôi nói chỗ này gì còn ai nữa, thôi tôi quả ngộ tôi ăn chay trường luôn hết biết quý vị. Cho nên đến ngày hôm nay á, mình thấy rằng cái giáo lý của thầy á, không tìm ở nơi ở chỗ nào mà có nữa, chỉ có ông Phật bên cõi Tây Phương. Thầy cho biết là cái cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng yên gì xúc phàm trần, ấy gì thương trong họ dặn dân, nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Như vậy thì bây giờ thầy không có ngại lao khổ cực gì hết, tới với thầy nào quản thân lương muốn cứu thế xá chi phục sự, như vậy thì thầy lo cho mình.
bây giờ mình phải biết cái bổn phận chứ, phải không? Như vậy thì tôi nói ông chú nãy bây giờ ông nghĩ không, bây giờ ông ăn chay nổi không? Ông nói tao gì chứ, nói ăn chay không nổi, tôi nói thì chú ăn chay không nổi chìm, mày nói sao chìm tao chớ hiểu. Nói vậy chứ hỏi ông chứ, cái chiếc ghe bây giờ nó đã một mấy chục năm rồi, ông là năm nay 70 tuổi rồi, chiếc ghe này 70 năm ông cái cây gì mà còn, phải không? Nó một gợn, nó sắp hoại rồi mà bây giờ ông lắp dò nó không vô, phải không? Lắp dầu nó không vô, rồi chiếc chai nó không ăn hay nó chìm chứ còn gì nữa. Ông nói mày nói vậy tao đi về suy nghĩ lại coi. Thưa cùng quý vị, vậy đó mà bây giờ mới gác lên được có 10 bữa, chưa dám ăn chay trường nữa, nói vậy chứ lần. Nói thôi mày cho tao thấy uống từ từ đi. Cái vậy 70 tuổi rồi đâu quý vị mà còn đợi từ từ. Đó, thưa cùng quý vị, vậy cho nên ở đây tôi kể một chuyện ở gần nhà tôi nữa quý vị nghe. Cái ông này là giảng viên, là năm nay ổng mới chết hôm năm 88 tuổi vừa rồi nghe. Mà cái năm ổng cũng 70 tuổi ông mới đến đó. Ông lúc đó tôi mới tu à, mới tu có 3 năm đâu quý vị. Mà nói ngay đi rủ bà con tu dữ lắm. Cái ông này á, là ông tên Sáu Tổng, mà ông làm trưởng ban trị sự xã Long Thắng. Nghe ổng mới nói bây giờ mày á, nói là gần là chay 4 bữa, mà cái này thầy dạy cái bộ ai nói được. Tại vì ổng ăn chay 4 bữa, ban trị sự mà ăn chay 4 bữa quý vị, chứ không phải được chi ban trị sự. Bây giờ ban trị sự giờ ta chay trường rồi mà giữ giới cấm là tinh nghiêm. Còn ổng thở nay ngày xưa là chay 4 bữa mà ổng giữ 20 năm mà 4 bữa không không quý cô bác. Rồi cái bữa nọ tới nhà có năm tiếp lại nhà ông ba tôi với bác Chính ba bốn ông già xúm lại nha. Mình cũng nói là các cụ già là nhiều, có nhiều kỳ lão biết gành tới xưa. Ổng cũng biết gành tới xưa hay lắm, giỏi lắm. Mà nhân ngặt nổi gì quý cô bác. Ổng nói là chay 4 bữa rồi không có lên được. Cái tôi nói à, ông coi cái thầy nó bận tu hành đạm bạc giao tương, hay tương với múa cháo gạo đạm bạc, nghèo lương huyện biết niệm di đà, mà mai sau thoát khỏi tinh mang được thấy cảnh tiên nhà hạ, trên bảy núi còn nhiều báo lạ, gắn tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh hay chảnh. Mà bây giờ ông ăn chay 4 bữa ai cho ông gì chảnh, thầy không rước lấy gì ông gì à. Ông nói mày giỏi, mới có mấy hũ chao mấy hũ tương mày là phách trong đồ tiểu xanh. ông mới nói, cái tôi nói gì tôi nói là thầy còn dạy nữa ông ơi, là chay á là phải chay được tánh chay tâm mới quý nữa, chứ không phải ông chay gì đủ đâu. Ông nói mày này giỏi nữa rồi, ông vỗ cái bẹp mày nữa quý vị. Ông nói dùng đồ hổng xanh cũng là quách dạy đời, ta hôm nay 70 tuổi rồi đó. Ông nói gì cái ông giận lỗ tai ông đỏ cho quý vị của bác ông đi về. Mà cái ông này là người quân tử đâu quý vị, tuy rằng nói vậy mà ông là quân tử. Ba ngày sau ông lại nói với ông ba tôi, nói thằng nhỏ nói đúng. Ông nói tao thấy thằng tiếp nói đúng mẹo. Bị ông là tôi kêu ông bằng ông, còn ông ba tôi kêu ông bằng chú lên. Ông tao nói thiệt với mày nha, thằng nhỏ nói đúng. Bữa ông tao cự nó, nhưng tao về tao coi giới lý thầy, thầy kêu ông trai không, chỗ nào cũng trai chứ. Phận tu hành đạm bạc giao tương. Nó như vậy thì và chúng sanh gán nhớ muối dương hội này gì đó. Thôi tao ăn chay. Kể từ nay thiệt mày nghe, chiều nay vậy tao ăn chay luôn. Thiệt quý vị, có 3 ngày đó bắt đầu từ đó ăn chay ăn chết, đến ngày chết luôn mới chết mấy ngày. Đó, mới đóng tình trăm ngày của ông ở này quý vị. Thưa cùng quý vị, ở đây nha, ông này tôi nói là ông này người quân tử. Ông cự tôi nha, mặt mày ông đỏ chân tự. Ông ba tôi nói, ông gầy tôi nói mày như vậy, mày nói như vậy ông giận rồi sao? Mày nhỏ mà mày dám nói ông vậy. Tôi nói cái này chắc có lẽ là ai khiến tôi nói gì đâu chứ. Ai khiến tôi là trả treo với ông chứ thường ngày tôi đâu dám trả treo. Vậy đó mà ăn chay luôn quý vị. Và giáo lý của thầy không bao giờ lơ, cúng lại ba thời không bỏ luôn đó. Thưa cùng quý vị, vậy cho nên là trong cái thời gian của mình tu hành ngang mà mình không tự ái được như hôm đó, lúc đó cứ giận thiệt nha quý vị. Bây giờ bàn đạo có nhiều người cũng giận mặt mày đỏ cho nghe, đỏ mặt tiếng tay, nhưng mình về suy nghĩ lại như cái ông Sáu Tổng đó, tôi nguyên phục ông luôn. Tôi nói ổng đúng là cái ông này là người quân tử, giận thì có giận nhưng về rồi ổng hủi mất quý vị đó. Như vậy thì là cái sự tu hành này không phải nói là mau lâu, không có phân biệt già trẻ đó. Như vậy thì bây giờ mình tu làm sao mình diệt được cái lòng tham sân si của mình, phải không? Tham sân si chứ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong thì nó thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Như vậy là nó kịp mau à. Nó thường thường đó là mình đó là cái bộ phận tu hành thì ở nơi đây là đã có sẵn rồi, mà mình làm sao cái cuốc kéo trong cái chỗ mà mình tha thứ khoan dung và nhẫn nhịn. Qua nhẫn nhịn đừng ham tranh lực, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Cái tánh thần lương giả mặt vui tươi vậy mới đáng tín đồ Phật giáo.
nay ta đã quy cầu đạo gây gỗ là trái tiếng từ bi. Như vậy thì bây giờ thưa cùng quý vị, ngày hôm nay chúng ta tu hành là do cái chỗ trao tâm lĩnh tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trên đó cái chỗ này. Ừ, chó lốt đi lỡ rồi. Dạ thưa cùng quý vị, thì hôm nay tâm sự chuyện trò với qua câu giảng của Đức Thầy là duyên lành gõ được cùng đêm, mà hôm nay mình đã có nhân duyên sâu đó với Thầy rồi, thì nhiều tiền kiếp mà gặp được Thầy rồi, chắc có lẽ hôm nay tôi tin rằng quý chú hồi khi Phật Thầy đang ra đời truyền đạo, quý chú đây cũng có, hay hoặc là năm tiếp đây cũng có. Nhưng bây giờ thế nên do cái nhân duyên đó mà Đức Thầy đem khai đạo chuyển kiếp trở lại là mình nhận qua được tu luyện. Thế nên Đức Thầy nói là thời gian không còn chờ đợi mình nữa, cái máy thiên cơ thì nó là đã đến rồi, khổ lao đà đi đến như tên rồi, nó mau lẹ với con người. Cái vô thường nó không riêng ai hết, nó không bà con dòng họ, và nó không quân thân bằng huyết thuộc của ai. Vì vậy cho nên tôi nói cái ông này vô tình bạc nghĩa. Quý vị, ông vô tình bạc nghĩa mà, vì vậy cho nên ông phân biệt đó. Như vậy thì là ở nơi đây nghe là lẫm cân thượng phạt dư môn giữ lành, bây giờ đây là cầm cân nảy mực mà Đức Ngọc Đế nghe, Đức Thầy mới nói ta dừng ta chờ đợi lịch tiên để Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Như vậy thì bây giờ cái giai đoạn mà Đức Thầy đã đưa lên 8 điều khẩn cấp cho bổn đạo của Thầy nghe, tín độ Thầy hành rồi, Đức Thầy dỡ hàng ngào, dỡ hàng ngào cho tự tu tự tập, chứ không lẽ ở đây ỷ lệ có Thầy có mặt bên, việc gì cũng chạy đến mé Thầy, việc gì cũng đến hỏi này hết. Vậy cho nên phải có thời gian thử thách. Như vậy thì ngài Thầy trả lời, Thầy chấm điểm nha quý vị, Thầy chấm điểm mà nghe, chứ không còn để đưa bài thi ra nữa. Thưa cùng quý cô bác chúng ta, ở đây ai cũng có đề thi chơi rồi đó, ai á phải gán xét mình, nếu còn tánh xấu thì ghinh ra mà. Vậy thì bây giờ mình dục bỏ ở đây đó, là ở thế gian mà nó thường tình là như vậy, giờ mình sống làm sao mà thánh tiên vừa nhất miệng cười chúc mừng trần thế có người chân tu, hay là người tu như thể bá tòng ai ai cũng quý cũng trông cũng nhìn ha, có gì tu như vậy được rồi. Tại vì cô bác bữa nay tu tinh tấn quá, thường mình nói phép trao đổi tinh tấn chứ sao giờ đó. Thôi giờ tâm sự chuyện trò đến đây hết giờ, thì lời nói sau cùng của năm tiết thì trước hết là cảm ơn gia đình để có tạo phương tiện cho năm tiếp đến đây gia duyên cùng toàn thể quý bà con ở đây, và có cái duyên duyên để là nhắc nhớ qua lời châu ngọc của Đức Thầy, nếu còn cái gì kém biết mong quý vị quan hệ và bỏ qua, xin là đặc biệt ơn và xin được cái sự có cái nhân duyên lành phúc đức thì hồi hướng cho quý vị Thích Tổ và cho linh người quá giảng trong ngày chánh lễ kỷ niệm hôm nay, tôi cùng quý cô bác cộng lại để hồi hướng cho Thất Tổ của quyền và cho hai cõi âm và dương để làm món quà chúc thanh công đức. Thưa cùng quý vị, hôm nay chúc cho toàn thể quý vị thân được khỏe, tâm được mạnh và tinh tấn cho đến ngày Đức Thầy chở gót. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành kính tri ân Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô bác và toàn thể anh chị em đồng đạo.